Rồi, xin chào mọi người ha. Nay mình tiếp tục giới thiệu mọi người một con mài nước. Đây là con mài 180E ha. Sắp còn mới tinh ha. Kết nước ha. Kết nước. Hai con ốc dạng cái cử. Ống nước nha, có nghĩa là đầy đủ phụ kiện ha. Và máy cũng còn rất đẹp nha. Đó. Đây ha. Máy thì cái mặt đá nó, cái chủ chứa xài thì nó có phần hơi bị sự ha. Về mình xài từ từ nó sẽ láng lại ha. Này nó không thành vấn đề gì nha. Đó. Thùng quách ha. Bảy màu đẹp ha. Con này nói chung là còn khoảng 97-98%. Mình mà ghim mình test luôn ha. Thì con này là cái thùng ở đây ha. Thùng ở đây. Thùng thì nó cũng được thôi chứ nó không được để bóng bẩy lắm. Thông số nó nè. Điện 100V ha. 50-60Hz, 125W, 1.5A. Tốc độ là 400 tới 407 nếu chạy theo cái hẹt này nha. Đá là 108 và đá theo máy là 1000. Trong vòng 20 phút, con này nặng 5kg ha. Sản xuất tại Đài Loan nha. Shinko Tokyo. Thùng nó vậy ha. Rồi. Thì con này mình cũng không nói nhiều ha. Đá thì răng ngược. Nghĩa là mình dặn vô á là mình mở, mà mình tháo ra thì mình siết đó, mình dặn vô đó, mình siết vô là răng ngược đó, rồi vậy thôi. Đá thì đá 1000 kg ha, đá thì còn rất là dày. Rồi, mình sẽ mở máy cho mọi người xem ha. Máy chạy rất êm và đầm nha. Cục đá này rất là đầm. Mình cho ngưng hẳn mình ha bấm nha. Đó. Rồi. Thì cái máy này mình bán các bạn là 3.2 triệu. 3.2 triệu ha, chuyển khoản bao ship. Đó, và nếu mà các bạn mua thêm kèm cục đá này thì là 4 triệu. Ha, cục đá này là đá 6.000. Đá 6.000 ha. Là 4 triệu. Còn nếu mà bạn mua cục đá này thôi bây giờ 4.000 là 3 triệu 9 đi ha. 3 triệu 9. Còn nếu mà mua cục đá này không á là 1 triệu nha. Đá này mà bán kèm theo này là 3 triệu 9 bán luôn. Ha. Máy không là 3 triệu 2 nha. Rồi chuyển khoản đổ 3 xếp, còn COD thì cọc cho mình 200k ha, 200k. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.